Trời ơi, sao mày không nói ra ngày? Sao mà nay mới lộ ra? Đưa đâu? Coi ba mày gì? Đưa hình cho coi. Ô, đến hôm nay là Lực Thảo mới biết đây quý bà chú anh chị nè. Nó có con mày lấy chào lấy vợ lúc 17 tuổi. Cảm đâu ta? Dạ, thằng này máu lửa nha. Vợ em bỏ rồi. Vợ em là lúc đó cũng đang nhỏ tuổi luôn à? Dạ. Hay là em lái máy bay bà già? Dạ nhỏ tuổi. Lý do làm sao mà vợ nó lại bỏ em? Là đang có đi không? Dạ, em bắt em mà. Bắt giam bao nhiêu? Dạ, ngày xưa là em cũng đã một thời ngang dọc rồi đó đúng không? Là cũng đã có dính này kia là giam ở đâu xin lục? Nó đã lấy chồng mới chưa hay là nó chưa? Nó lấy chồng mới rồi, lúc mà em đi tù là nó lấy rồi. Nó lấy ngang bạn của em luôn. Ôi trời, nó đi là bạn là cặp luôn với lại bạn của em. Sau đó rồi em về rồi sợ rồi bắt đầu là lên kế hoạch âm mưu để mà tấn công em. Để cho em đi lên rồi em làm thêm để cho em đi xa lần nữa. Trong án là đi nặng. Có khả năng là đã coi được thấy được khi nãy em ở trên kênh YouTube này rồi đó. Và thấy coi có nhà tài trợ rồi bắt đầu mon men hỏi thăm em thì có. Tức là bây giờ anh nói như thế này nè. Em có thăm con em thì thăm. Còn không có liên quan gì đến họ nữa hết. Khi mà em bị thương như vậy, cha của em bị lõm đầu như vậy, nằm ở trong một cái phòng trọ quạnh vắng và sắp chờ chết như vậy. Thử coi kết bạn nó coi nó có kết không? Thử coi nó có xuống nó thăm mình không? Sao giờ lại có cái kiểu gọi như là lòng tốt nhanh đến mức độ như vậy? Tổng 4 đợt thì là được 144.219.000. Tổng cái số tiền mà Lực Tàng chi ra đến thời điểm hiện tại bây giờ vẫn là 32 triệu. Thì bây giờ Lực Tàng vẫn đang cầm của em Cảnh với cái số tiền là 112.219.000. Thì ngày hôm nay là rõ ràng anh sẽ cầm cho em là đây là 112.219.000. Tổng là anh đã kêu gọi từ đầu đến giờ là được 144.219.000. Chi ra 32 triệu nữa ha. Là 4 đợt luôn. Thì em thấy là vẫn đang còn nha quý bà chú anh chị. Thì ngày hôm nay á là danh sách mạnh thường quân mà Lực Tàng chưa có tên trong cái danh sách này á, thì quý bà cô chú anh chị nào gửi sau á thì thường thường là 1, 2 hay 3 ngày gì đó Lực Tàng nhận được á, Lực Tàng gom lại một lần thì Lực Tàng mới xuống để trao. Thì ngày hôm nay là những ai chưa có tên thì trong đợt 5 có lẽ là sẽ có đợt 5 chắc cú luôn quý bà cô chú anh chị, nhưng mà không biết được bao nhiêu thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ có tên những ai chưa có tên trong ngày hôm nay. Thì quý ông bà cô chú anh chị chờ đợi trong clip tiếp theo thì Lực Tàng sẽ thông báo danh sách tiếp theo nha quý ông bà cô chú anh chị. Tiền đây là tiền thật, còn tính cách của anh đi làm á là anh không bao giờ anh đưa tiền cho nhân vật cầm khi mà chưa chia tay nhân vật. Anh sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn đề rồi bắt đầu lúc đó khi mà anh nói rằng là sẽ chia tay nhân vật rồi thì tiền bạc anh sẽ bàn giao nếu như còn dư. Đã được tí nào chưa? Đã được ngửi tí mùi nào của cô 18 chưa? Vợ em có 17. Vợ gì? Vợ nào? Vợ em á. Hả? Có vợ rồi. Có vợ có con rồi. Vợ con có đi thôi. Ô. Em vợ con ai bảo rồi con em tuổi rồi. Trời ơi, sao mày không nói ra ngày? Sao bữa nay mới lộ ra? Bữa đưa đâu? Con em đâu vậy? Đưa hình cho coi. Ô. Đến hôm nay là Lực Thảo mới biết đây quý bà chú anh chị này. À thằng này giấu ha. Còn 6 tuổi. Đó coi con ra con đâu. Ôi cha nó có con mày lấy chào lấy vợ lúc 17 tuổi. Cảm đâu ta. Dạ thằng này máu lửa nha. Bữa đó vợ em gửi qua. Đây em coi, đây em quay cho đây ha. Vợ em gửi qua. Đó trời trời. Thằng con trai à. Dạ. Nó làm gì mà lại phải chích thuốc ở trong đây nè rồi. Mình đang vô bệnh viện. À, rất đẹp trai luôn, giống như cha nó không? Sốt. Rồi, cái này là phải hỏi thăm thằng này rồi. Hỏi kỹ cái vấn đề này. Mình cứ nói đến gái gú thằng này nó cứ làm lơ đi. Vậy mà nói là em nhát gái lắm, em đâu có tán được gái đâu này kia. Thì nói chung là nhát thì nhát cũng có nhát lắm. Em nói chung là nhát gái lắm. Nhưng mà có một cái là vợ em bỏ rồi. Rồi, bây giờ anh hỏi em nè, là em lấy vợ năm bao nhiêu tuổi nè? Năm cái gì? Đâu em 17 hay 18 gì vậy? 17 cứ là cho là 17 18 tuổi ha, là lấy ở dưới quê luôn hay lấy ở trên này? Vợ em trên này. Vợ em là người ở đây luôn.
Người gốc Đồng Nai luôn? Gốc Đồng Nai. Rồi quen nhau trong môi trường nào? Nói chung là em đi làm công nghiệp Long Thành á. Xong rồi tình cờ thì điện vô rồi số máy của em lạ. Rồi em mất máy rồi này kia rồi nói chuyện rồi không quen thôi tắt máy cái tự nhiên chỉ đâu chỉ kết bạn Zalo. Đã xong rồi nhắn tin Zalo em rồi nhắn tới nhắn lui quen. Quen quen được đâu năm mấy mới đặng cưới. Đám cưới lúc đó đâu 2019 hay sao là có tổ chức đám cưới. Dạ là cưới thế này luôn. Cưới là làm có một bên thôi, một bên là làm bên vợ, bên vợ cưới. Ý là ba em chồng tiền sinh lễ hay sao á là 10 triệu. Rồi tiền đặt bàn tiệc đồ ở đây em lo hết. Là bên rồi. Bên vợ của em là có đất có nhà ở đây, có đất, nếu nói chung là có nhà thôi, có nền nhà thôi. Là đem tiền đến để cưới luôn bên vợ, là làm tổ chức một nơi luôn. Dạ. Ý là sợ kiểu như là vợ em chưa có đủ 18 á. Nên là chỉ làm một bên thôi. Là lúc đó em ăn cơm trước cảng đúng không? Ăn kem trước cổng đúng không? Tại vì vợ em bỏ đi theo em mà. Vậy là không có cái là cái như cái thúng trình ảnh ở trên bụng đó ha, là em cái ở như Phước Thái á, chị ở trên Long Thành á, chị đâu chị bắt xe ôm gì xuống, xe buýt gì xuống á. Rồi chị em tưởng giỡn. Em ở nhà ở trong hẻm đó, quay ngang chị kêu em tới hẻm đó nè, rồi xong quay ngang kêu em đi ra rước. Rồi em đâu có tin, em mới sao? Em mới ở phòng ngồi cái điện miết rồi á, nó lẻ thiệt ta. Đi ra coi thử là ngó ai ngờ đâu. Rồi nó ủa dòm trên hình rồi giống. Nó chắc chỉ rồi. Là chị. Lúc đó em lấy vợ em là lúc đó cũng đang nhỏ tuổi luôn à? Dạ. Hay là em lái máy bay bây giờ? Dạ nhỏ tuổi. Rồi là cưới xong là ở với nhau được bao lâu? Tới năm 2022 này mới thôi. Là cưới từ 2019 đến 22 là được 3 năm. Là cưới xong cái là về đẻ luôn được con đó, bây giờ là nó 3 tuổi rồi ha. À đó, 4 tuổi rồi chứ. 4 tuổi rồi. Nó đẻ rồi 20 tháng 11 năm 2020. Năm 2020 sao? Vậy là được năm nay là được 5 tuổi rồi. Dạ. Vậy bây giờ lý do làm sao mà vợ nó lại bỏ em? Tại em đợt đó em đợt dịch á. Ở trong cái lúc mà dịch rồi xong rồi không có việc làm á, em mới đi lấy tiền á, em giấu ông ba rồi này kia mới đi lấy tiền, kiểu như lấy tiền lời á, tiền thu tiền lời. Dạ. Rồi xong rồi bên kia xích mích chứ bên kia, rồi xong em chỉ đi theo thôi. Đi theo thôi mà. Rồi liên quan gì đến vợ? Là em mới công an lại em hỏi rồi xong rồi dính. Xong rồi em bị người ta gài. Rồi người kia xì ra hết trơn. Nói em là bị ghép vô cái tội là gây rối. Là đang gói có đi không? Là em bắt em mà. Bắt giam bao nhiêu? Giam em lại đâu ba tháng mấy rồi. Xong rồi lúc đó ra tòa. Ông già ông biết hết rồi, xong rồi ông mới lo. Ông mới lo xong rồi là lúc đó vợ em bỏ rồi. Là khi mà hay tin em bị bắt? Là vợ em bỏ rồi. Là bên gia đình vợ là không cho đến với em nữa hay là tự vợ em bỏ? Vợ em tự bỏ hay sao? Tức là nó tránh em rồi nó bỏ đúng không? Lúc đó làm như là vợ em có sắp đặt từ đầu hay sao rồi? Sắp đặt là sao? Kiểu như là em vừa bị bắt là nó rất là bình thường. Tức là khi mà em đi lấy tiền như vậy là em làm cho cái đường dây ở bên vợ em à? Không, riêng ở dưới bạn em với... Rồi làm sao mà lại sắp xếp được? Nói chung là em quen rồi ai em có dắt cho nó đi theo rồi cho nó biết hết trơn á.
hồi đó mà chỉ nhỏ ghen ghê lắm nên là sợ, mới 2k2 tuổi thôi, 2002. Tức là phải có một cái lý do gì đó nên nó chính đáng để mà vợ em bỏ em rồi chứ. Xong rồi vợ em, ba em gửi tiền đi thăm em không? Ừ. Vợ em đâu có xách tiền đi thăm em đâu. Vợ em xách tiền về trên nhà ông và vợ chảnh xài hết trơn. Rồi đồ đạc rồi ba em gửi cho em, kêu ba em á, tại không biết chữ, không biết chỗ em ở giam ở đâu nên là ba em không có ấy đi được. Rồi xong rồi ba em mới kêu là ấy, con Mai ơi, con đi ấy cho ba đi, đi thăm cảnh cho ba đi rồi này kia. Như vậy là không đi. Như vậy là nói chung là nó cũng, ngày xưa là em cũng đã một thời ngang dọc rồi đó đúng không? Là cũng đã có dính này kia, là giam ở đâu, xin lục hay ở đâu? Không, ở thành phố, ở bên thành phố gì á. Rồi bao nhiêu lâu thì em được ra? Có 4 tháng à. 4 tháng là cái tội gây rối trật tự công cộng. Đi 4 tháng xong là về là vợ cũng gọi như là bỏ luôn. Rồi con là nó nuôi đến bây giờ luôn, nó đang nuôi luôn. Kiểu như lúc đó một tí nó, con em nó đòi về bên em rồi. Ừ. Rồi xong rồi vợ em nó mới năn nỉ, nó kêu thôi để nó nuôi rồi này kia, nó không có một tí nó chịu không được, nó chết rồi này kia. Em mới thấy vậy thôi, có gì nó nuôi thì em đi tới lui làm đó. Rồi xong có đi làm đó, thì em chu cấp tới lui tới lui, mà kiểu như là em rồi cái quay ngang ngắt ngang luôn à, vợ em ngắt ngang luôn à, không có liên lạc nữa. Nói chung là bây giờ em cũng không gặp được con em luôn. Dạ. Là cũng có biết nó ở đâu không? Bây giờ là con em đang hiện ở Long Khánh. Long Khánh, Long Khánh 2. Nó đã lấy chồng mới chưa hay là nó chưa? Nó lấy chồng mới rồi, lúc mà em đi tù là nó lấy rồi. Nó lấy ngay bạn của em luôn. Ôi trời. Bạn em lấy vợ bạn vợ em mà. Ô vậy thì đau lắm. Sao mà lại thằng chưa? Bạn em quay ngang, em vừa đi về mới đúng một tuần. Bạn em vợ em nó cũng ác nó nghe em về rồi này kia rồi. À, nó thấy án em mới vừa nóng hổi nè, xong rồi nó kêu đâu 4-5 thằng xuống, chạy xe xuống cầm mã tấu rồi xuống chém em. Ừ. Để em chống trả rồi lại cho em đi nữa hay sao. Ừ. Ngang em nghe gì đùng đùng hơn là em chốt cửa lại rồi. Không, bữa đó em cũng nằm trên bẹp đóng, cũng giờ cũng lên được cái kênh của anh. Ừ. Vậy là âm mưu là âm mưu chỗ đó đó, là vợ là muốn, cũng muốn hãm hại mình luôn. Dạ. Để xong rồi nó nói mày chửi em đã, xong rồi ly á, em chốt cửa rồi nó đâu có đạp vô được đâu. Mà cửa sổ thì mở, quay ngang ly á, dòng ly uống nước trà của ông già ở ngoài nó ném vô bon gầm gầm. Rồi không làm gì được, cái em hô á, ba điện công an rồi. Thì lúc đó công an về 24/24 là em điện rồi sẽ đợi. À lúc đó là đi là cặp luôn với lại bạn của em, sau đó là em về rồi sợ rồi bắt đầu là lên kế hoạch âm mưu để mà tấn công em, để cho em điên lên rồi em làm một thêm cho em đi xa lần nữa. Thì án trong án là đi nặng lắm. À đó là lúc đó em không dám làm gì nữa, là em trốn luôn, coi như là nó muốn làm gì nó làm, xong đó là báo công an. Làm thì em đâu có muốn, kiểu như là bây giờ em về em chỉ hy vọng là em làm lại thôi. Ừ. Kiểu như là giờ lấy cái động lực ba với con em thôi. Ừ. Là lấy động lực là em đi làm lên thôi, chứ mà em không có cần đến là vợ quay về gì nữa. À, nghe thấy em kể mà đi chồng bị vô trại vô bắt tạm giam, mà vợ ở ngoài lấy bạn là thấy là cũng căng á, cũng hay, có ý đồ rồi. Là cũng lên kế hoạch để mà muốn hại chồng luôn. Mà nếu mà ở may mà em đi, em rời xa nó đi với thằng khác, em cứ ở nó có khi nó cho em uống thuốc chuột rồi đúng không, em su nu cái gì đó rồi đó. Bởi vì bữa đó mà ba em bị tai nạn á, là có lưu cái điện thoại của ba của em, lưu á là
em có ru cho ba em là để giữ là con dâu là công an, ổng công an xã gì đó, em nghe người ta nói là công an xã có gọi cho ba, cho mẹ, quên cho vợ em, quên cho vợ em là để số điện thoại con dâu đó, người ta mới gọi phải hỏi con dâu của ông này không, ông này gì không, nói không biết gì chứ, nó đâu có liên quan gì đâu, đó ba em thương nó lắm đó, mà giờ không biết sao mà bữa đó phải nói đi rồi là nhận được nhân thân rồi có gì kiếm em sao cũng được, bữa đó nó không biết. Vậy là từ cái ngày đó đến giờ là không gặp được con rồi em chu cấp tiền cho nó à, để nuôi con à, có tiền đâu chu cấp? Có đâu, đưa mấy lần, đưa mấy lần, lần thì 2 triệu 2 triệu mà. Vậy thì em với nó đâu đã làm giấy tờ ly hôn đâu, chưa ly dị mà. Kiểu như là ấy quá rồi, xong rồi lúc đó em đi là lúc đó chưa làm giấy kết hôn. Chưa được làm giấy kết hôn. Vậy thì thôi thì coi như đường ai nấy đi mà cũng nó đi được là may cho em rồi chứ. Nhưng mà quan trọng là bây giờ là em đã có một đứa con thì chắc có lẽ rằng nỗi nhớ con vẫn dai dít, mà không gặp được con thì bây giờ là có gặp thì cũng là cái gánh nặng của nó thôi, nó ở với mẹ nó yên ổn thì cứ để cho từ từ tính đúng không? Thì ngày hôm nay là em ấy mới nói chuyện ra về cái câu chuyện là em ấy có vợ thì lực tàng cũng mới biết luôn với ông bà chú chị. Thì cái tiểu sử của một thằng thanh niên thì thằng nào nó cũng có kỳ tích dấu ấn đó, cũng đã không biết là trong thời gian vừa rồi tại sao không kể cho anh những cái vấn đề đó, hay là sợ gì mà không kể? Tại ít có nói về ba cái vấn đề đó, là kỷ niệm cuộc đời giấu kín ha. Bây giờ là bữa đó em cũng nó có điện cho em, nó nhắn tin cho em Facebook á, nó kêu ba cái sao hôn rồi này kia, này kia, mà nó chưa không biết em là gãy giò, không biết em gãy giò lại, chưa chắc, có khả năng là đã coi được, thấy được hình ảnh em ở trên kênh YouTube này rồi đó, mà thấy coi có nhà tài trợ rồi bắt đầu comment hỏi thăm em thì có chứ ở đó xong mà. Xong rồi nó kêu là ông gì vợ, nó mới nói là ông ba ông muốn lên thăm cha em rồi này kia, kêu em cho số điện thoại rồi này kia, nó thăm gì thì ấy, có gì á là để em nói là để có gì á bữa nào tôi thời gian tôi rảnh á có gì cho tôi chở con về trên đây một bữa để tức, cho ba em thăm á. Tức là bây giờ anh nói như này nè, em có thăm con em thì thăm, còn không có liên quan gì đến họ nữa hết. Dạ đúng rồi. Tại sao cái lúc mà em nằm như vậy, em cầu cứu như vậy, em đau thương như vậy mà nó không bên cạnh, mà bây giờ thấy em rồi như thế này thì lại có ý đồ là muốn hỏi thăm em, muốn tiếp cận em, đây là cũng là một cái âm mưu và một cái ý đồ nữa. Bởi vì kết bạn Facebook rồi em đâu có đồng ý. Mới đây luôn đúng không? Dạ mới đây luôn. Vậy là thấy em trên hình ảnh, thấy kêu gọi được tiền rồi này kia thì mới lên kế hoạch để mà tiếp cận em chứ còn gì nữa. Thì đây là rõ ràng rồi. Em thấy vậy em đâu có đồng ý kết bạn đâu, em cũng nói với anh Hiếu nè, vợ em kết bạn em rồi này kia, em nói em đâu có đồng ý đâu. Rất là nhiều cái vấn đề mà trong một cái cuộc đời của một nhân vật, cho nên là Lực Tàng nắm bắt là Lực Tàng cũng kỹ lắm đó, để biết được là người ta như thế nào. Nhiều khi rồi nó mon men rồi này kia đến cái là nó lấy hết luôn nó, đây ai mà biết được như thế nào. Dạ. Khi mà em bị thương như vậy, cha của em bị lõm đầu như vậy, nằm ở trong một cái phòng trọ quạnh vắng và sắp chờ chết như vậy, thử coi kết bạn nó, coi nó có kết không, thử coi nó có xuống nó thăm mình không, sao giờ lại có cái kiểu gọi như là lòng tốt nhanh đến mức độ như vậy, đúng không? Và clip view của em á là được rất là nhiều người biết rồi đó, không phải là cả nước biết rồi đó, ai cũng nhìn thấy rồi đó chứ không phải không đâu. Về tới quê em là em cũng biết rồi, biết hết rồi, cho nên là vợ em cũng biết rồi, mà mẹ em, chị em cũng biết hết rồi đó. Là những người đó là anh nói thẳng với em luôn là tốt nhất là em đừng có giao du luôn, quan trọng là cái đứa con của mình thì thôi nó ở với mẹ thì anh cũng nói là để cho nó ở với mẹ thì đường nào nó cũng vậy rồi. Thì em tính là kiểu như ông ba em á, hồi đó lúc đó là nhớ cháu của ông dữ lắm, thương lắm. Ông còn nói một câu để tới tuần này tao lãnh lương để tao đi qua tao thăm cháu nội tao, là tao cho tiền nó uống sữa. Cho tiền nó uống sữa mà không ngờ ông bị tai nạn đó. Ông đi không được luôn á. Chứ ông nhớ nó dữ lắm. Là tức là tính là rước con em
lên đây một đúng một bữa thôi. Ừ. Để cho ba em thử rồi lên đây thử. Bây giờ như thế này nè, nhớ lại được gì không? Đang trong cái giai đoạn này á, đang được cô chú ông bà Mạnh Thường Quân hỗ trợ, cộng đồng đã hỗ trợ tiền anh đang cầm, anh đưa cho em, nhưng mà cũng là đang trong giai đoạn hỗ trợ. Em không có liên hệ gì với họ hết, coi như là mấy năm nay á là không có, thì cứ từ từ 1-2 năm nữa anh chỉ đến với em trong vòng thời gian thôi, chứ không có nhiều. Khi anh giải quyết xong xuôi hết rồi, không liên quan gì đến anh nữa, thì em muốn làm trời làm đất gì với vợ con hay là bên đó thì anh không biết ha. Yeah. Còn trong thời điểm này á, tuyệt đối anh không muốn em giao du với những người như vậy. À, những người mà ngoài mà liên quan đến cái cuộc sống, liên quan đến cái vấn đề mà anh đang trợ giúp á, là anh không cho phép em làm, nhớ không? À, còn thương nhớ thì thương rồi, à, một vài tháng sau anh làm xong bổn phận của anh, em ok rồi, tự bươn trải kiếm sống rồi, lúc đó em tìm về với con em thì cái đó là cái chuyện quá đơn giản, yeah, quá bình thường, đúng không? Còn trong thời điểm này là tốt nhất là không đi. Bữa nhiều khi nó phức tạp lắm. Nói gì vậy, nó không chịu, nó chỉ nó nói một câu đó, cho địa chỉ đi, xong rồi có gì nó kêu ba em á, ba em cũng muốn lên thăm ba em đồ này kia, ba vợ á muốn lên thăm ba em đồ với ba em. Sao từ hồi nay không thăm mà đợt này mới thăm? Vậy em mới nói thôi khỏi, không được gì thôi. Ừ. Thì đâu cách đây 2-3 ngày đó là em mới thấy gì em xóa của nó luôn, xóa nít rồi. Từng hồi nay thì không lên thăm mà ông cũng mổ cái đầu lâu rồi chứ có phải là không. Đúng đâu rồi. Mà biết mà không lên mà bây giờ lại có ý đồ lên thăm. Thôi để đó đi, lòng tốt từ từ tính đi ha. Dạ. Mà còn ngày hôm nay nè, em lên đây rồi em cũng có đôi lời gì muốn gửi đến mẹ đến chị dưới quê không? Thì nói luôn. Dạ. Khỏi luôn nha, khỏi đụng chạm đấy nha. Còn nhớ câu ông bà, có còn nhớ câu hai chị nói vứt cha với vứt em ra, vứt nói ra ông cống không? Vứt em mà kêu kiếm ống cống nào vứt đại ông xuống đi đi. Ừ. Chứ tiền đâu mà lo, tao mượn. Coi rồi, như là cứ coi như là em với cha em đang dưới ống cống, may mắn là gặp được tàng cứu lên là rửa ráy cho giờ sạch sẽ ngon lành lại rồi đó ha. Yeah. Được, cũng nhiều người đang thèm lam lẻm cũng có ý đồ là muốn tiếp cận á, nhưng mà Lực Tàng cũng xin thông báo cho những người đó biết rằng là tiền là Lực Tàng không có đưa cho Cảnh 1.000 nào luôn đó, là tiền là Lực Tàng chỉ cứu mạng thôi, cho nên là quý anh quý chị quý em thấy hình ảnh thì cứ tiền thì Lực Tàng đọc liên tục như vậy á cho nó nóng ruột, chứ còn đâu có đưa đâu mà ha. Nên là anh biết được những cái nhân vật anh quay đó là sẽ có rất là nhiều cái vấn đề ở trong cuộc sống. À, không à, phải anh cứ nghĩ đâu là em một mình đó, em chưa lấy vợ đó, nhưng mà tính đến bây giờ thì hôm nay là em đã lấy vợ rồi, thì còn con còn cái thì sau này mình tính sau ha. Anh không có trợ giúp về cái chuyện gia đình của em, những cái vấn đề là lừa ngoài. Dạ. À, là chỉ có trợ giúp cho em những cái vấn đề trong đây thôi. Dạ. Thì ngày hôm nay đó là Cảnh nó kể ra như vậy đó, thì quý ông bà cô chú anh chị có trách móc nó cái gì không? À, cuộc đời của nó cũng đã từng có vấn đề về này kia khi mà đã sa ngã vào cái, phải nói đến là cái tệ nạn, cái đó là tệ nạn rồi. Thì trong cái thời điểm dịch năm 2020 đúng không, 19-20 đúng không? Dạ. Là vừa kiểu cưới vợ là... xong là dính luôn. Dạ. Mà kiểu như là không có tiền đó rồi, xong rồi em không muốn là em là giống như thành phần đi đòi nợ thuê đó, đúng không? Ừ, lấy tiền lời tiền góp á, đi lấy tiền góp. Dạ, xong rồi lấy ổng đưa ra tiền lại một ngày đó là bao nhiêu em được bao nhiêu vậy á. Ừ. Xong rồi chỉ đi theo thôi, rồi xong rồi ông kia ông quýnh, rồi xong rồi em cũng đâu quýnh đâu. À, tức là cái ông mà em đi theo cái ông đó rồi ông quýnh người ta. Rồi. Rồi người ta bị thương tích, rồi người ta bắt tụi em, bắt đường dây của tụi em. Xong rồi em về trên đây rồi người ta làm cái gì đó, rồi xong rồi bên Bờ Rịa nó mới phối hợp với Phước Thái. À. Bắt em khẩn cấp. Bắt em lúc đó em không biết tội gì mà. Em chỉ đưa làm đúng cái đó thôi. Lúc đó em đi làm hồ. À. Vừa làm hồ vừa làm đó. Vừa làm hồ rồi làm thêm. Hắn rủ đi rồi đi theo. Dạ. Bây giờ thấy mình ngu chưa? Bởi vì... làm được cái gì đâu mà làm cuối cùng... Tại vì lúc đó làm hồ á, giờ đâu có đủ tiền này kia đâu. Đó vợ mới đẻ hả? Dạ. À, tức là đi làm cái đó để kiếm tiền về nuôi vợ trong thời điểm dịch, nuôi vợ nuôi con. Dạ. Rồi bất chấp làm tất cả mọi thứ. Rồi cuối cùng là làm không được, rồi bắt đầu là bị tóm và mất trắng tay, không trắng tay lại hoàn không, mất luôn cả vợ, mất bây giờ mất luôn cả con. Nó đi theo người khác mất.
Rồi, từng trải hết rồi ha. Cuộc đời coi như là chả còn cái gì để mà nhung nhớ nữa. Hèn gì anh hỏi đến gái rồi mặt làm lư. Nói chung giờ em sợ lắm. Ừ. Giờ em sợ lắm. Em chỉ vợ em chỉ sống mà hai cho con lắc lắc qua ngày thì được, phải á. Chứ em không có cần. Căng á, cuộc đời cũng thấy là kể ra cũng nhiều chuyện để nói lắm đấy chứ. Từ cho đến mẹ, đến chị, rồi đến cả vợ, rồi đến cả cuộc đời. Phải nói đến là em cũng giống như là phải làm một bộ phim là thành một bộ phim kinh điển á. Yeah. Thôi bây giờ thì bỏ hết tất cả mọi thứ, sức cũng có còn ở đâu. Bây giờ mà muốn đi chạy thì chắc có lẽ cũng chạy không được nữa rồi. Mai mốt cuộc đời gắn với lại một cái cặp nạng khá là lâu. Chứ biết là khi nào mà có thể là đứng thẳng lên mà đi mà không có nạng mà đi được đây. Cho nên là đừng có suy nghĩ gì những cái vấn đề đó. Và khi tiếp cận anh rồi là anh tính hết cho em rồi đó. Cho nên là em không phải lo lắng một cái gì nữa hết. Yeah. Cũng không cần họ phải thăm. À, bây giờ có cô chú anh chị cộng đồng rồi. Kiểu như là em không cho biết em ở đâu hết chứ. Hỏi em người kia em cũng không biết. Người ta thừa biết. Tại vì anh quay em lên đây là trong bệnh viện 7B. Thì người ta biết em đang nằm trong 7B rồi. Thì kiểu như là không biết là nó có xem hay không. Nó nhắn tình là nó hỏi em là ở đâu rồi để nó lên. Rồi lên là kia gì? Rồi nó lên nó thăm. Rồi nó chở con em lên. Ừ. Chứ nó không cho em chở con em đi lên. Rồi kia. Hay là nó muốn lên nó giao con cho em. Giao thì nó không có giao rồi. Bây giờ nó đang nó ở với muốn là lên là sẵn lên thăm luôn. Nó đang ở với người khác mà đằng thằng đó là bạn của em mà bây giờ dễ gì mà nó lên nó thăm em. Rồi xong rồi vô lý vậy. Em mới nói thôi là vậy khỏi. Ừ. Vậy khỏi em mới từ đó đến sau em chặn hết rồi em xóa luôn. Chặn xóa luôn ha. Không có. Anh thấy là rất là nhiều cái mâu thuẫn đó nha. Nó đang ở với một thằng bạn mà là đã chia tay nhau bỏ em. Thằng đó là giờ là kết hôn vừa ra chưa đám cưới mà kết hôn, làm giấy kết hôn rồi. À. Vậy mà lại có ý định là muốn thăm em. Thăm em để lại nói lại tình xưa cũ hay là như thế nào, hay là bỏ thằng kia rồi, hay là thằng kia nó đạp cho rồi văng ra rồi thì lại quay lại với em. Cái đó em. Nó như thế nào? Cái đó em biết. À, thôi được rồi, cũng là phải tính toán cho kỹ nha em. Dạ, dạ. Sao vào cạm bẫy có yêu tinh nhịn nhịn là nguy hiểm lắm á, cái đó là khó trị lắm á nha. Đừng quan tâm đến cái chuyện đó, quan tâm đến cái chuyện ta con sống như thế nào trong thời gian sắp tới nè. Trong giai đoạn này thì được quý ông bà cô chú anh chị hỗ trợ vậy thôi. Chứ khi mà anh không quay rồi mà không làm ra tiền rồi thì cuộc sống lại lủi thủi đi bán vé số rồi này kia mà không tích góp được là còn khổ nữa chứ không phải là khổ, không khổ đâu nha. Yeah. Đừng có thấy vậy rồi bu rồi mai mốt một cái là quay về khổ rồi nó lại đá đít cho một cái nữa là coi như là đâm đầu xuống vực thẳm luôn. Em bị lặng thôi chứ không dám là hai. Ừ. Chị như giờ em cũng đâu có muốn là vợ em quay về hay là cái gì đâu. Em giờ em chỉ mong là con em nó khỏe mạnh mà nó giờ nó hiện giờ nó đang ở với ông bà ngoại nó mà. Ừ. Mẹ nó thì đi lấy chồng khác rồi. Thì nó ở con em ở ông bà ngoại. Nói chung là ông bà ngoại ông bà ngoại cũng chăm nuôi rồi kia. Ông bà ngoại là thương con ông ấy chứ cũng không thương em đúng không? Nhìn nói kiểu đó là có thương không? Là có thương? Không thương thì em mấy. Ừ. Lúc đó em chắc cũng không được ấy lắm cho nên là ông bà cũng không thương lắm. Thôi cái chuyện vợ chồng em thì anh hỏi bữa nay nó đơn giản như vậy để cho quý ông bà của chú anh chị nắm bắt là cảnh là có vợ. Đến ngày hôm nay là càng bất ngờ nó như vậy. Còn cái chuyện quá khứ tương lai thì tiểu sử thằng nào nó cũng có. Nhưng bây giờ thì em ấy là đang trở thành một người không có lực tàng là coi như là tàn phế rồi. Bây giờ là đã ổn. Và có lẽ rằng là công lao to lớn này là của quý ông bà của chú anh chị cũng đã hỗ trợ và trợ giúp cho em ấy. Thì cũng cảm ơn là quý ông bà của chú anh chị đã đồng hành. Trong thời gian sắp tới thì tiền Lực Tàng vẫn đang cầm đây. Thì qua Tết Lực Tàng sẽ tính tiếp về những cái vấn đề trợ giúp cho hai cha con. Thì Lực Tàng nói là Lực Tàng sẽ làm. Khi mà đã giúp ai rồi là giúp hết mình, giúp nhiệt tình. Và đồng tiền của quý ông bà của chú anh chị gửi về là phải đi đúng mục đích. Không thể nào mà đi sai mục đích được. Đó, thì là như vậy thì trong một cái nhân vật mà đã hoàn thiện đã ok thì đến với những cái hoàn cảnh khó khăn khác thì quý ông bà của chú anh chị lại tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng với Lực Tàng nữa. Đó. Cũng rất là mong những cái nhân vật như cảnh đồ này kia đây là phải làm sao để mà trợ giúp cho anh. Trợ giúp cho anh tức là trợ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn để mà cho quý ông bà của chú anh chị biết rằng là cái tinh thần phấn đấu của mình như thế nào. Và quý ông bà của chú anh chị bỏ ra cái đồng tiền là nó đúng mục đích và
đã làm cho mình có một cái gì đó để mình trở thành một con người tốt ha, để mà góp ích cho xã hội, góp ích cho, trước tiên là góp ích cho cái cuộc sống của mình, thứ hai là góp ích cho xã hội ha, để anh còn có một cái gì đó tin tưởng với quý ông bà của chú mẹ anh Quân để họ tiếp tục đồng hành cùng anh ha. Tất cả anh chị em ở trên thế giới nói chung là đều ngưỡng mộ em nhiều nhất đó. Thì riêng cá nhân vợ chồng anh á, thì anh nghe cái này đó thì hồi sáng á, là mới đây cách khoảng 15 phút bây giờ anh đi làm rồi thì anh chưa có đi, thì bây giờ anh nói là thôi ba mi gọi về hỏi chú Lực Tàng thử có phải đúng như theo cái kiểu mà mình nghe thì nó nói có vợ hay không, cho nên anh mới gọi về đây. Thì bây giờ qua những cái hoàn cảnh mà nó kể như vậy đó, thì riêng cá nhân vợ chồng anh gửi lời để mà nhắn nhủ cho em Cảnh. Dạ. Nếu có điều kiện được thì anh cho anh sẽ gặp Cảnh. Đây là một cái cơ hội của Cảnh. Nếu Cảnh mà nó nghĩ sâu xa hiếu thảo với cha mới được ngày hôm nay như vậy. Dạ. Cho nên nhá, là khi mà tất cả đồng bào mạnh thường quân á, mà nghe được Cảnh á, không riêng gì anh biết không riêng gì anh, mà ai mà nghe được cái hoàn cảnh của Cảnh có vợ bây giờ kể ra đó, mình là người ta đang khựng lại rồi nè, theo anh suy nghĩ là người ta đang khựng rồi, người ta muốn giúp đi nữa, người ta đang khựng để người ta theo dõi cái câu chuyện mà hoàn cảnh này có vợ như thế nào. Yeah. Đó thì bây giờ đó là cái mà anh gọi về anh nhờ em á, là khuyên Cảnh phải suy nghĩ cho nó rõ ràng nha. Yeah. Phải suy nghĩ cho nó rõ ràng cái duyên mình đang tới, mình nếu mà mình không có cẩn thận á là cái sự hiếu thảo của mình cũng bay đi, mà kể cả cái tiền của Cảnh đang nắm trên tay, mặc dù người ta mà em đang nắm đó là chưa chắc tới cùng Cảnh nữa, tại vì người ta có thể gọi về họ mà chuyển cho cái hoàn cảnh khác, đúng không? Tại vì theo anh nhận định ra đó, riêng cá nhân anh thôi, có nhiều cái hoàn cảnh cũng bê bết như là tương đối như là Cảnh, nhưng mà tùy cái duyên, phải không Lực Tàng? Là chứ đâu có phải là nó ai lên đó cũng có đâu, không phải đâu. Nhưng mà Cảnh nó càng được thì nó lại càng được nhiều hơn, là bởi vì cái duyên của Cảnh, cha con của Cảnh. Thật ra thì anh nói ở đây anh cũng tiết lộ luôn là ba của Cảnh là còn thua anh mấy tuổi nữa, là tức là ba Cảnh sinh 60 tuổi rồi, đúng không? Dạ. Ông sinh năm 68. Ổng 68 thì ổng thua anh cả 10 tuổi lận. Nhưng mà cái vấn đề đó là những người khác. Nhưng mà thấy tội nghiệp có cái là bây giờ là lặng cảnh nó cũng đã qua cái giai đoạn cực khổ rồi, có nghĩa là cái bản thân nó bây giờ là cũng như là tạm ổn rồi. Yeah. À, còn bây giờ nó vẫn tiếp tục mà nó suy nghĩ, mặc dù nó nằm trên giường bệnh nhưng mà nó vẫn suy nghĩ ba nó, là cái duyên nó đang tới, nhờ em cắt nghĩa, cái duyên nó đang tới đó. Yeah. À, tại vì nó tới cái chỗ nào, nó tới ngay cái lời nói nó phát xuất từ trong tâm của nó ra, nó có hiếu cho nên người ta mới ủng hộ. Đó là theo sự hiểu biết của anh là anh vậy. Thì bây giờ là nhờ Lực Tàng làm sao nó nói nó, bởi vì á là ngay từ chỗ mà nó chống cái nạn mà nó ra đứng nhà thương, nó gặp Lực Tàng đó, thì cái thời gian đầu nó phải có vợ nó con có nó, có đúng không? Mà cái này nó không có, là bây giờ là xuất hiện, là cái điều này là điều Lực Tàng anh không nói Lực Tàng cũng đã hiểu rồi, đúng không? Mà nếu mà hoàn cảnh mà nó thơ hở hoặc là nó thiếu nghĩ cái là kể cả bản thân của nó không còn nằm trên giường bệnh nữa đâu, theo anh nghĩ là vậy. Tại vì cái số tiền rất là lớn để cho Lực Tàng nắm rồi. Nhưng mà nó chưa thuộc về hoàn cảnh, nó chỉ là như vậy thôi. Tại vì mình người ta họ nói cũng giống như anh vậy, họ khuyên Lực Tàng là ok, Lực Tàng làm nhiều có kinh nghiệm rồi, phải không, là mình phải qua lại như thế nào. Thì đó là cái lời khuyên của anh gửi đến cho hoàn cảnh, nhờ em khuyên gửi hoàn cảnh, nếu được thì cái tiếp tục nó sẽ còn hơn nữa. Thì anh hiểu Lực Tàng làm rất là có uy tín chứ không có các kênh khác đó, cho nên khi mà Lực Tàng mà nói với anh là cái hoàn cảnh mà cái người vợ mà có hai đứa con đó, thì bây giờ mình không có biết gì hết, tức là mình chỉ thấy hậu hoàn cảnh là mình giúp cái đã rồi tính sao, đúng không? Cứu người như cứu lửa, Lực Tàng nói như vậy đó. Thì cho nên nha, là nhờ Lực Tàng khuyên cảnh. À, không chỉ vì một cái gì đó mà lại làm xáo trộn cho cái sự suy nghĩ của cảnh. À, thằng cảnh nó được ưu tiên, nó được chuyên tới nhiều là do cái tâm của thằng cảnh phát xuất ra là nó lo cho ba mẹ, nó lo cho ba nó, tức là người ta cái tiếp tục ủng hộ. Chứ Lực Tàng thấy không, có cái hoàn cảnh nào mà như là thằng cảnh này đâu. Yeah. Đúng không? Tức là tiếp tục người ta vẫn người ta không có màng hàng cái gì đó,
đó, bây giờ anh coi lại cái clip mà bây giờ anh, khi mà hồi hôm bây giờ anh nói xong anh tức giận anh coi clip mà đưa ra anh coi à, thì anh cảm thấy rằng bây giờ phút này nó đã lành gần cái chân rồi, nhưng mà nó nằm trong bệnh viện mà đầu óc nó vẫn nghĩ cho ba nó thôi, là cái điều duyên là tiếp tục tới đó nha. Anh suy nghĩ là như vậy, nhưng mà nếu mà nó không cẩn thận cái là ok, kể cả mấy trăm mấy triệu à, em còn giữ lên đó nó vẫn không có đâu. Anh nói thiệt cho em, tại vì có nhiều cái cơ hội rất là đau khổ mà người ta khuyên đâu được, đâu phải là dễ gì có duyên đó, như được bạn biết phải không? Dạ. Đâu phải như cái chú gì mà vợ không đó, vợ đó kêu hoài mà đâu có được, đâu có phải là dễ gì vậy, đúng không? Dạ. Đó cho nên như là đó, thì anh có cái ý kiến là anh mong được bạn chuyển dùm lại cho nó vậy sao, chứ còn anh không nói gì, nhưng mà anh cảm thấy là đây là một cái mũi nhọn gì nó đang thọc của hoàn cảnh nha, hoàn cảnh không cẩn thận. Thì theo em nghĩ cái sự suy nghĩ của anh có đúng không? Anh nói đúng rồi đó, thì tất cả mọi thứ trên kênh em á, là em không có muốn giấu một cái gì hết á, chứ đừng có ví dụ như là ấp a ấp úng hết rồi à, đến khi mà mình có một cái âm mưu gì trong một cái câu chuyện mà ví dụ như sau này mới lộ ra là cái lúc đó rất là phức tạp. Em có nói đến cảnh rồi thì nó cũng có nói là em có nói anh từ cái bữa đầu mà khi chắc lúc đó anh không bịt máy quay rồi anh đang bịt cái gì anh không nghe, rồi em cứ nghĩ là anh không hỏi, rồi cuối cùng em không nói chứ em không có giấu cái gì cả. Mà bây giờ là thực sự là trong thâm tâm của em là không có vợ, không có con gì nữa. Em chỉ nghĩ đến con của em thôi. Nhưng mà em cũng chả giúp gì được cho nó. Bây giờ nó đang ở với mẹ nó thì thôi để cho nó ở. Khi nào em có điều kiện em thăm con em sau. Còn bây giờ em chỉ có lo cho cha của em, là nó nói đúng thật tâm nó là như vậy. Nên là em cũng khuyên nó là tất cả mọi thứ bây giờ anh đang kêu gọi. Em có quay clip rồi, ngày mai em sẽ đưa. Chứ không có nghĩa lý, nhưng mà thấy hình cảnh này nó rất là có hiếu đối với ba nó. Yeah. Đó thành thử ra là còn cái người nào mà hình như bữa trước là anh có nhìn thấy là nó ngồi đó cái đứa con gái nào, hay là có vẻ là chị nó hay sao, có đứa nhỏ nữa đúng không? Dạ yeah, đó là vợ của Hiếu hàng xóm. Giờ có chú Hiếu đó hả? Yeah. Ok à, bây giờ nó tới chú Hiếu thì anh cũng nói luôn, thì gửi lời thăm vợ chồng chú Hiếu. Chắc được bạn cũng biết là cái cộng đồng á là nó có mặt trái rồi nó có mặt phải nha, chứ không phải là nó mặt phải không mà hoặc là mặt trái không, nó có. Thì khuyên anh có cái sự suy nghĩ này, mong vợ chồng của Hiếu đó ráng giúp cho mình đã giúp rồi thì người có tiền, người có của, người có công, đó là sự thật, cái tấm lòng của vợ chồng Hiếu rất là lớn rồi. À, theo anh á, cái quan niệm của anh á, tuy nhiên có tiền nhưng mà không có người thân cận thì cảnh cũng không làm gì được hết, đúng không? Đúng rồi. À, thành ra đó là cái quan niệm của anh nghĩ là vợ chồng chú Hiếu cũng là một cái công lớn là chứ không có phải là nó đơn giản đó, thì ai nó ngã nó nghiêng gì kệ họ nha. Đó thì anh có cái ý là như vậy. Thì em cũng lên cái clip đó thì cũng có mấy cô chú mạnh thường quân họ cũng nói thì thôi thì em nó nói về cuộc đời nó có vô dính vô trại vô này vô kia, thì cái tiểu sử cái quá khứ thì ai cũng có, lúc đó nó cũng đang khá là nhỏ luôn, nó lấy vợ lúc đó mới có 17-18 tuổi gì ạ. Đúng rồi, không, cái quá khứ đó thì cho anh hát là em á, là cái quá khứ của tuổi trẻ đó thì nếu đứa nào mà nó không có suy nghĩ được chín chắn á thì nó sẽ rơi vào, nhưng mà nó ít hay là nhiều thôi. Dạ. Sau này á nó trưởng thành rồi thì nó có quyết định hay không là cái điều sau này, chứ còn cái quá khứ thì ai cũng có hết chứ không phải là không. Dạ. Đẹp tốt xấu là đều ai cũng có hết á, nhưng mà hiện tại bây giờ nếu cảm thấy là cái quá khứ đó nó nghĩa là nó đưa tới cho mình những cái rắc rối thì nên dừng lại. Tuy nhiên cha không thể bảo con, cũng giống như là nó đang có hiếu với cha nó thì nó có phải có bổn phận với con nó, để sau này nó đâu dù đó hoàn thành rồi thì nó có thể trình bày với lại cộng đồng, hay là nó xin em thôi bây giờ như vậy đó, cho em 100, 200, 300 để em mua thùng sữa gửi cho con, hoặc là muốn tả gửi cho con nó, đều là ai cũng là quan nghênh nó hết đó. Dạ. Chứ đừng có đưa tiền về làm cái gì hết, tại vì tiền thì mua ra sữa thôi, nhưng mà mình hiện thực là cái này là cái lòng cái bổn phận của cha mẹ, nếu là anh nói hoàn cảnh cha mẹ gửi về cho con, tại tuy nhiên là hồi giờ anh không lo, nó không lo gì được là bởi hoàn cảnh của nó, làm sao nó lo được, ai cũng hết, mà bây giờ là nó nhờ cộng đồng này để lo cho con luôn là cái điều rất là tốt, tiếp tục duyên nữa chứ không phải là không được. Anh rất tiếc là anh sợ anh không có dám qua mặt em được, nhưng mà đối với anh á là anh coi như hình cảnh là con của anh thôi. Dạ. con chưa bằng con út của anh nữa này, cái này nó thì tuổi nó là chưa bằng con út của anh, nhưng mà anh nếu mà lực đặt cho anh mạng phép, anh xin trước cho anh mạng phép
để mà anh trực tiếp khuyên thần cảnh. Đó là cái tấm lòng của anh, nhưng mà anh chỉ xin. Còn nếu em thấy được không được là ok, cái đó là quyền của em thôi. Chứ anh nói là anh nhìn ở đây đó là anh thấy là thần cảnh nó đang có duyên nha. Dạ. Đó, có duyên, dễ gì mà được em gieo duyên như vậy. Phải không? Dạ. Đó, nếu mà nó cùng cảnh có duyên, nhưng mà nếu không có em thì làm gì mà cái duyên của cảnh nằm ở đâu. Dạ. Đúng không? Đó, cho nên người ta họ nhìn vô đây là họ rất là nghĩ tới cái kênh của em. Em là một người làm YouTube có uy tín. Cái này anh nói thiệt, cá nhân anh khẳng định là một cao như vậy. Anh có YouTube nhiều lắm rồi, nhưng anh chưa có xuất hiện gì hết. Dạ. Có nghĩa là vợ chồng anh ở đây đó, thì thật sự ra với em á, là nó cũng đầy đủ rồi. Tại vì khi mà đầy đủ đó, nó không phải là bình thường. Đầy đủ là phải trả một cái giá nào. Anh xuất thân từ con nhà nghèo, đi vượt biên năm 1979, mặc cái quần cục thôi, không có cái áo nữa. Chỉ có bản thân của anh là như vậy thôi, đi vượt biên đó. À, thì khi mà anh tới đất khách quê người rồi thì anh phải cố gắng là bởi vì anh sống trong cái hoàn cảnh quá đói khổ. Thì bây giờ đây là một cái cơ hội để mình lập lên, thì cũng không khác nào như thần cảnh. Đó, anh để cho có ấy của anh là gặp nó để anh giải thích những cái hoàn cảnh. Nếu sau này không phải là hoàn cảnh mà nó nhờ hoài cái cộng đồng như vậy là không phải đâu. Tức là đây là một cái bức tường để cho nó dựa lên, nó đứng lên, để cho nó đứng thẳng mà cái chân nó bình thường. Đó. Thì bây giờ muốn cái chân nó bình thường như vậy là đã được đứng lên thẳng rồi, thì trong tương lai phải làm gì để cho cộng đồng nhìn vô, cộng đồng thấy là ok, tất cả mọi người góp sức đóng công vô là một cái thành viên rất là tốt. Thì cũng mong là quý ông bà cô chú anh chị là thông cảm, tại vì cũng một phần sai sót sơ suất đó là do em, mà là em không có hỏi kỹ, là cứ nghĩ nấu 2-3 tuổi là nó chưa có vợ. Thì đó là thực sự là em nghĩ trong đầu em là như vậy, chứ không phải là em giấu cái sự việc này mà đến giờ em mới bung ra. Đó, thì thực sự nó bất ngờ khi nó nói có vợ, nhưng mà nó kể lại thì mình cũng cảm thấy nó cũng sốt thật. Khi mà bị phản bội, nó cũng nói rằng là thôi cô chú ông bà tha thứ lỗi cho con, vì là cái quá khứ về cái sự đổ vỡ hạnh phúc của gia đình của con nó cũng tốt đẹp gì, cho nên con cũng muốn đi sâu vào nó. Thì chắc chắn là em sẽ để cho cảnh nó giải thích lý do vì sao mà khi kể về cuộc đời của mình thì nói về mẹ, nói về chị, nhưng lại không kể luôn cái khúc mà mình có vợ. Thì cái đó là cái mấu chốt để mà cho quý ông bà của chú anh chị là nhìn thấy là thằng này hay là nó có vấn đề gì, nó giấu hay là nó có mưu gì với vợ nó. Rồi đặt ra rất là nhiều cái suy nghĩ, cái nghi vấn đó. Thì em sẽ làm rõ cái vấn đề đó để cho quý ông bà của chú anh chị nắm bắt luôn. Ủa, những người mới qua cũng như hồi xưa vậy, anh qua là thật sự với em là ít có Việt Nam lắm. Yeah. Anh bọc tiền trong mình $5,000 năm 1980, mà $5,000 anh bọc trong người mà anh không biết làm gì. Qua tới đất Mỹ là không biết làm gì, tại vì mình chưa có hòa nhập tới cái cuộc sống ở xứ người, thành ra mình phải chịu thua thôi. Đó. Cho nên nhá, là bây giờ nó tóm lại là hầu như là ai cũng biết là cái cuộc sống của ở Mỹ này đó là thật sự không phải là nó không có đơn giản như những người mà họ bên Việt Nam họ nghĩ. Đó. Có ai đi rồi mới biết. Nhưng mà dù gì đi nữa là cũng hoàn cảnh con người với con người, họ gặp cái hoàn cảnh thì mình nên rộng lượng nếu mình có khả năng, chứ anh không nói là buộc nha. Nếu mình cảm thấy có khả năng thì cho họ chút đỉnh để mà cứu họ qua những cái hoàn cảnh khó khăn mà thôi, chứ không có giúp ngặt, chứ không có ai mà giúp nghèo được, đúng không? Dạ. Đó. Thì anh nói có gì sơ suất á thì mong em cứ nhắc nhở cho anh biết, tại vì nói đúng là có nhiều khi anh cảm thấy ở đây anh không phải là anh có cái mâu thuẫn gì đối với lại cảnh hay là gia đình của cảnh hay là vợ con của cảnh, anh không có. Nhưng mà anh sợ rằng cái duyên này mà cảnh không cẩn thận á thì cảnh thấy duyên mà thôi, chứ không có gì hết á. Dạ dạ dạ, em hiểu rồi. Dạ. Ừ. Em cảm ơn anh Johnny ngày hôm nay cũng đã có những cái lời góp ý và động viên cho tụi em. Thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Anh chị cũng luôn hướng về quê hương xứ sở như thế này, thì cũng tụi em đi làm thiện nguyện thì cũng rất là mong có những cái tấm lòng hảo tâm như anh chị thôi. Khi nhận được đồng tiền mà để cho nhân vật, tụi em còn mừng hơn cả nhân vật nữa. Thì nói tóm lại thì thôi, anh gọi về để trước hết là anh cảm ơn em. Rất sự thật. Tức là anh cảm ơn em đã có một cái tấm lòng bao la. Có nghĩa là người nào em cũng giúp hết, chứ không phải là cũng bị ở cái hoàn cảnh nào hết. Nhưng mà nó cũng tùy duyên. Thí dụ như bây giờ cái hoàn cảnh này em muốn giúp mà duyên nó không có thì không giúp được. Đã thành ra là anh thấy em có một tấm lòng rất là bao la.
đó. Người ta cái gì không biết mà người ta cho em xuống cái là ok, em xuống em xem xét cái hoàn cảnh này kia nào để mà gì, đầu tiên là em an ủi họ, rồi thứ nhì nữa là em kêu cộng đồng, nhờ cộng đồng giúp đỡ. Thì đây là một cái nghĩa cử mà của bà con mình, thấy không? Thì em không có tiền nhưng mà em cứ công em chạy lên chạy xuống theo dõi rồi này khác kia nọ rồi phân tích. Trời đất ơi, anh thấy rất là Việt Nam mình quay vậy chứ thật ra cái tấm lòng của người Việt Nam mình rất là bao la. Theo anh nghĩ là như vậy, cho nên là ai mà có cái hoàn cảnh mà nhẹ nhàng á thì mình không nói, còn hoàn cảnh nặng như cảnh mà kèm theo đó là nó có cái sự hiếu thảo trong đó, nó cái cộng đồng mà quan tâm tới nó là cái hiếu thảo đó chú lực là dạ, đó là như vậy dạ. Tất cả mạnh thường quân á nói chung lại là chú có uy tín cho nên họ mới theo dõi, cho nên thật sự là tôi nói thiệt chú là tôi quan kênh rất là nhiều. Dạ. Nó tóm lại là như nghĩa là từ chuyện này tới chuyện kia nhưng mà tôi không có muốn xen vô thì tự nhiên hôm bữa là tôi nghĩ là cảnh này nó có duyên với đối với tôi, bản thân tôi thôi nha, vợ chồng tôi thôi, chứ tôi không dám nói ai. Nghe là coi thì coi, tôi nói thiệt với chú bữa này là tôi cũng nói rõ với chú luôn, mỗi lần mà tôi coi là nói chung là cái hoàn cảnh nào tôi cũng khóc hết trơn á. Dạ. Tôi cái này tôi nói thiệt, bà xã tôi bệnh đó, trời đất ơi, nó kêu đứa cháu ngoại tôi nó con đưa cái lấy giấy cho ông ngoại kìa, cháu ngoại nó làm gì, nói để cho ông ngoại con lau nước mắt kìa. Bà còn nói là bà nói tại sao là ba mày không cái giữ nước mắt để mà mai mốt em chết thì ba mày khóc. Nó chờ đó, chừng nào má mày chết rồi tính, chứ còn bây giờ cái hoàn cảnh của người ta vậy làm sao mà không rơi nước mắt được. Dạ. Đó, tôi nói thật sự là cái tấm lòng của tôi, mỗi khi mà tôi coi là tôi khóc, mỗi khi là tôi coi là tôi khóc kỳ cục lắm. Cho nên nhá là tôi mới nói là kể chuyện chuyện lời của chú đó hả, là tôi nói trời đất ơi, lực tạng này sao ngon quá ta. Bà xã tôi giải thích mà tôi cũng rất là cười, bà nó giải thích cũng đúng rồi, lực mạnh, tạng này chắc là nội tạng này cũng ngon lắm đây, cho nên mới giàu muốn giàu hết nội tạng luôn á. Cái nhãn quan của tôi nhìn á là đầu tiên á là kể cả một cảnh nữa, khi mà một cảnh mà nó sang cái áo này là tôi thấy nó có cái những cái vết xăm, nhưng mà tôi sống ở nước ngoài rồi cái vết xăm nó không có xấu, vết xăm nó là cái nghệ thuật chứ không có xấu gì hết á, đó là cái quan niệm của tôi nha. Nhưng mà bà con ở bên Việt Nam mình á thì hơi ngại cái đó. Dạ đúng rồi. Đó. Nếu được thì cho anh khuyên, còn không á thì anh nghĩ là thôi nhờ chú khuyên giùm anh. Thì nói chung là bà con mình là chỉ sợ cái vấn đề mà nói chuyện mà thôi, chứ không có gì hết. Dạ, anh cứ yên tâm đi. Thì cái vấn đề ngày hôm nay anh gọi điện về như thế này là em rất là cảm ơn anh rồi. Thì những lời nói của anh là cũng giống như thế là những lời nói của cha của chú để mà gửi đến cho Hoàng Cảnh. Thì chắc chắn là khi nó nghe được thì nó tự mở cái suy nghĩ ra mà hiểu rộng cái vấn đề, để rồi mà biết cách xử lý. Còn tụi em đây thì cũng sẽ sát cánh cố gắng để mà lo cho cái nhân vật của mình cho nó hoàn thiện. Thì tiền của quý bạn cũng đã rồi mà mình cứ không, em tính cách của em là đưa cho nhân vật rồi nhân vật có làm gì làm là xong chuyện, là không có tính em là cứ phải theo sát và đúng rồi giúp nó làm sao cái số tiền đó nó phải lo được cái cuộc sống nó ổn hơn, chứ không phải là giúp xong rồi nó lại chơi bời chắc tán rồi nó lại đi cầu cứu nữa, thì lúc đó là em sẽ mất hết uy tín và coi như là tiền công đức của cô chú Mạnh Quân đổ sông đổ biển hết. Thật ra đó thì nếu mà cảnh á, mà cái lúc đầu tiên á mà nó xuất hiện vợ con á thì bà con không có, bà con vẫn thương vẫn lo luôn cả vợ luôn, chứ không có phải là nếu, không nếu như cảnh mà nói về cái vấn đề vợ mà nó kể như hôm qua nó kể với em á, thì hôm qua em không có ép nó nói, tự nhiên nó bất chợt nó nói vậy á thì nó cũng đúng rồi, tôi nhìn tôi thấy mà dạ, chứ không phải là tự nhiên là nó giấu rồi đến ngày hôm nay nó nói, mà ngày hôm qua thì tự nhiên là nó chắc nó cũng nghĩ là em nghe là em biết nó có vợ nhưng mà tại sao là không thấy em hỏi, nhưng mà thực ra là em không có nghe, ngày hôm qua tự nhiên nó nói ra. Không đúng rồi. Yeah. Cái này là không phải là do chú đâu, không phải, tại vì cái lúc đầu tiên là chú thấy cái hoàn cảnh như vậy là ok, cũng giống như tôi vậy, thấy vậy đau ruột là phải lo cái là còn chuyện gì bỏ một bên đi. Yeah. Những chuyện mà nó không quan trọng thì mình không cần phải để ý tới thời gian cấp bách, cái thời gian này là thời gian cấp bách cho nên cái vấn đề nó không có sao hết, thôi chú đừng có ngại, tại vì bây giờ đó là người ta không có nghĩa lợi nhưng mà người ta thấy rằng ok, nếu mà thằng này á mà nó cảm thấy rằng mà không có ổn định được, không có tính toán được cho kỹ lưỡng đó thì nó lại bị mất duyên, tội nó rồi mà thôi, tại vì tội là tội ngay cái chữ hiếu đó đó. Tôi nói thiệt với chú, cá nhân tôi là tôi thấy như vậy đó, là nó mất cái chữ hiếu đi đó, cho nên nhá là nó, tôi cảm thấy rằng bữa nay tôi coi tôi cũng sốc ruột, tôi nói bây giờ tôi nói trời đất ơi, ông đừng có khóc tội quá đi, bây giờ đó là
tạm thời nó ổn rồi. Tại vì tôi khóc á, là tôi nghe nói chuyện đó, ồ em nằm đây để lấy một cái lốc để về cho ba. Nó chỉ nói cái lời nói không là tôi nói thiệt cái chú là tôi đã rơi nước mắt rồi. Dạ. Tôi nói thiệt đó. Rất, thằng này rất là có hiếu. Nhưng mà cái vấn đề mà có hiếu là thằng này có hiếu thực sự luôn, tự trong tâm nó phát ra đấy, chứ không phải là tụi em nói à mày phải nói như thế này thế kia đâu. Tự nó nghĩ lúc nào nó cũng nói đến cha, nó nói cái gì nó cũng đi suy nghĩ nên nó nói đến cha. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, đó. Chính vì lý do đó đó mà Mạnh Thường Quân cứ để ý nó hoài đó thôi. Tức là họ vẫn tiếp tục giúp đỡ nó cho đến lúc mà họ tiếp tục họ giúp đỡ. Nhưng mà chú bên đó là cái căn bản của chú. Chú là một người cái bật cứng ra để mà sửa soạn cái cuộc sống của nó sắp tới đây trong tương lai. Yeah. Đó, có nghĩa là ngoài cái vấn đề bệnh hoạn ra, cha con của nó ra rồi, thì chú cũng phải đứng ra mà để lo cho cái tương lai của nó, là khi mà nó bất bệnh nó phải làm gì nữa kia. Tôi thấy chú rất là chưa có ai chứ, còn như các Mạnh Thường Quân kia đó, à, bây giờ cộng đồng cỡ về cho 700-800 triệu đó, cái đó là cái của em làm sao em làm. Cái đó tôi có nhiều cái là tôi đã thấy rồi nhưng mà tôi không có dám nói. Còn chú đó không chẳng những như vậy. Em nói anh Johnny nè, tại vì nếu như mà mình là một người có tiền rồi thì nó khác. Còn những cái nhân vật là dù sao đây họ cũng không có tiền mà họ nghèo, họ khó thực sự. Mà khi mà mình đưa một cái số tiền lớn cho họ thì chắc chắn là họ không biết cách sử dụng, cái thứ nhất. Thứ hai nữa là lòng tham của con người nó sẽ vô đáy. Mà cái đồng tiền đó mình đưa cho người ta là tự nhiên là người ta sẽ có những cái vấn đề xấu nó phát sinh, nó xảy ra ngay. Đúng rồi. Đó, cho nên là rồi. Mình hết sức cẩn thận về cái tiền bạc. Chứ không phải là cứ ai đưa bao nhiêu về là đó tiền đó đưa cho mày đó. Rồi bắt đầu là nó xài hết rồi, nó bắt đầu lên bóc phốt nhân vật. Rõ ràng rằng là không được bóc, nếu mà đã đưa là không được bóc. Tại vì á là người ta nghèo, người ta không biết cách làm ăn, người ta không biết cách chi tiêu. Rồi cái quá khứ, cái tiểu sử của người ta, rồi cái cách ăn chơi của người ta là mình chưa có nắm bắt rõ. Mà mình đã đưa cho người ta rồi thì người ta xài hết, thì cái đó là cái chuyện của người ta. Thì em thấy nhiều kênh là đưa cho xài xong á, bắt đầu quay lại bóc nhân vật, rồi bắt đầu là đưa lên rồi quay ngược 180 độ chửi nhân vật. Em thấy tội lắm, tội lỗi lắm, làm cái này em thấy không được. Ok, bây giờ đó là nói tóm lại là anh ơi mình như vậy thì anh chỉ có như vậy thôi, nhưng thật sự đó là anh rất là thương cảnh. Tuy nhiên anh mới gặp lần đầu là anh gọi em liền đó, cái này anh nói thiệt, anh gọi em liền đó. À, rồi anh gọi rồi anh mới nôn nóng, tức là bà xã anh lo đi cái vụ mà kia quà đó, thì anh mới gọi về anh, bà nói là ok, thì anh mới nói là ok má mày cứ bình tĩnh đi để coi thử cảnh đó là nó tới mức độ nào rồi. Chứ không có nghĩa là cái quà mình mà nó như vậy đâu. Ok. Tụi anh mà đã nhìn thấy em trong này rồi là anh nói thiệt với vợ chồng anh, thiệt nói thiệt với em là cứ nói là trời, chưa có cái kênh nào mà như cái kênh này hết đó. Anh nói thiệt. Cho nên là thôi mọi chuyện cũng là tất cả là do cái duyên em nè. Đó. Yeah. À, thành ra là em cố gắng bên đó là vậy, hướng dẫn cho nó. Cái tính cách của em cũng đi làm thì nói thật sự rằng là nếu như mà cái hoàn cảnh, cái quá khứ của họ hay là hiện tại luôn mà họ đang sống như thế nào, nhưng khi mà em thấy chết cái làm cứu cái đã rồi, lúc đó mới tính xong cái chuyện gì nó xong. Cái tính mạng của người ta nó đang bất bình như vậy là mình phải làm trước cái đã. Dù em có nói rất là nhiều clip luôn, dù họ có là tội phạm mà họ nằm người bờ đường mà em đi ngang qua, mà em một người thiện nguyện mà em không phải giúp người ta cái đã. Dạ đúng rồi. Đó là cái cách của em làm như vậy. À, đúng rồi, rất anh cảm ơn vợ chồng anh, cảm ơn vợ chồng em bên đó đó, với lại nó cho anh nhắn lời vợ chồng chú Hiếu luôn nha. Vậy đó nha, gửi lời hết chúc sức khỏe với lại năm mới sắp tới rồi. Thì chúc vợ chồng em với các cháu được bình an, rồi tiếp tục có những cái hoàn cảnh nào thì em giơ tay mà giúp đỡ cho bà con mình nha. Dạ rồi, thì em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều, và năm mới cũng chúc cho anh chị luôn có nhiều sức khỏe, bình an và vạn sự như ý nha anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh. Thôi vậy anh em mình tạm chia tay nha. Dạ rồi, bye anh ạ.